Và trước khi mà các bạn xem video này của mình thì cho mình xin phép vài giây để có thể quảng cáo cái shop bé nhỏ của mình nhé. Thì hiện tại thì bên mình bán tất cả các loại thức ăn cho hamster cũng như là vật dụng nè, lót chuồng nè, đó, và lồng các kiểu luôn. Đó thì mà các bạn nào mà cần mua thức ăn hay là đồ chơi cho hamster thì các bạn có thể ủng hộ mình bằng cách là vào cái đường link ở phía dưới. Mình sẽ để đường link ở dưới phần mô tả nha. Và các bạn cứ inbox phía dưới đi thì mình sẽ gửi hình và báo giá cho các bạn luôn. Đó, và các bạn nào cần mua thì có thể ủng hộ mình để mình có thêm một tí chi phí để mà làm video này cho các bạn xem nha. Và cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hello, xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã đến với cái video tiếp theo của mình. Hôm nay thì nói chung là tìm được cái góc mới nha các bạn. Đó, mới tìm được cái góc nó sáng hơn. Đó, cho nên là hôm nay sẽ quay cái video cái góc nó sẽ mới mẻ hơn cho các bạn xem nha. Ok, thì hôm nay mình sẽ gọi là làm một cái món gọi là sushi nha các bạn. Đó, nhưng mà bằng cái bộ đồ chơi Puppy Cookie. Đấy, thì đây là cái bộ đồ chơi Puppy Cookie mà mình vừa mới đặt ở trên Shopee nè. Đó, người ta mới gửi về cho mình. Đấy, thì bây giờ mình sẽ nói qua sơ về cái bộ đồ chơi này cho các bạn xem nha. Thì cái bộ đồ chơi này nói chung là mình chỉ mới biết nó ở trong khoảng thời gian này thôi. Đấy, mà mình thấy có một vài YouTuber các bạn người ta review, cho nên là mình cũng biết sơ sơ về cái bộ đồ chơi này. Thì cái bộ đồ chơi này thì mình biết là nó dạng như là bột hay là sao đó. Đấy, thì nó có thể làm ra những cái món ăn như là sushi hoặc là bánh gì đó, hoặc là kem gì đó, nói chung là vậy. Và có thể ăn được luôn. Đó, cho nên là mình rất là tò mò và mình sẽ mua thử một hộp này về để review, nhất là review cho các bạn xem. Và thứ hai là mình sẽ làm ra một cái món sushi. Tại vì cái hộp này mình mua là nó sẽ làm ra được một cái món sushi và mình sẽ cho con hamster của mình ăn thử nha các bạn. Đó. Ok. Rồi thì bây giờ mình sẽ khui cái hộp này ra trước nha. Thì nói chung thì cái hộp cũng khá là nhẹ thôi. Đây nè các bạn, tiền là 84.145.000 Việt Nam đồng. Thì cái hộp này mình mua không thì là rơi khoảng là 50.000, 50 mấy ngàn tiền hàng thôi nha. Còn cái tiền cước thì đâu là khoảng 3 mấy ngàn hay là gì đó, mình không nhớ rõ nữa. Nói chung là tiền hàng với tiền cước ship luôn á là 84.145 Việt Nam đồng. Ok. Rồi và bây giờ mình sẽ khui cái hộp này ra cho các bạn xem nha. Đó. Ok. Thì cái bộ đồ chơi này thì nó nói chung là mình cũng chỉ biết mới biết nó trong khoảng thời gian này thôi, cũng mới gần biết cũng mới đây thôi à. Đó. Thì nói chung thì thấy một số YouTuber khác người ta review đấy, thấy là khá là hay nên là mình sẽ mua thử hộp để mà trải nghiệm. Thì theo mình thấy á thì cái giá mà 50 mấy ngàn một hộp như thế này á thì mình thấy này nó khá là đắt đó. Nếu như mà các bạn nào mà có điều kiện á thì các bạn có thể mua về để trải nghiệm đấy, trải nghiệm một lần thôi cũng được nữa, cho nó biết thì thôi giống như mình đấy. Và nếu như mà cái video này có nhiều bạn thích á thì mình sẽ mua nhiều cái loại Puppy Cookie khác nữa, mình sẽ về review cho bạn xem nha. Nó có rất là nhiều loại, các bạn mình coi trên Shopee á thì như là nó có cái loại bánh donut gì đó, hoặc là kem, hoặc là cái gì bánh kem gì nữa đó, nó nói chung là rất là nhiều. Đấy, nếu như mà các bạn thích á thì mình sẽ mua thêm về để review cho các bạn xem. Và cái loại 50.000 này á, 50 mấy ngàn này á là cái loại rẻ nhất rồi. Đấy, cũng có loại 20 mấy ngàn nữa nhưng mà cái loại dạng bịch các bạn, mình thấy nó không có là đầy đủ cho lắm, mình mua cái loại 50 mấy ngàn luôn. Đấy, và nó có cái loại cả 200 mấy, 300 mấy, nói chung là rất là nhiều loại luôn. Đấy, các bạn có thể lên Shopee mà mua nha. Đấy, ở trên Shopee rất là nhiều, các bạn ấm chỉ Puppy Cookie á là cũng có rất là nhiều. Đấy. Ok, thì đây là cái bộ Puppy Cookie chúng ta. Thì cái hộp này mình mua về, nhất là mình sẽ review đó, cho các bạn xem. Và thứ hai là mình sẽ làm ra cái hộp này thì nó sẽ làm ra được một món là sushi các bạn. Đấy. Và mình sẽ cho con hamster mình ăn thử rồi được không nha. Đấy. Theo mình nghĩ thì người ăn được thì hamster thì chắc chắn là nó sẽ ăn được thôi. Đó. Đấy. Đó trời. Trời ơi, cái hộp nó bự luôn các bạn ơi. Đấy, cái hộp nó rất là bự luôn. Đấy, cái hộp nó chỉ đơn giản thôi mà 50 mấy ngàn đó các bạn. Thì bộ đồ chơi này hình như là của Nhật Bản các bạn ơi. Đây toàn là tiếng Nhật không nè. Đấy. Cái này là người ta nhập về Việt Nam các bạn, cho nên là người ta có phiên âm tiếng Việt cho mình nè. Đấy, nhập khẩu phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại dịch vụ nè, Lê Mây gì nè. Đấy. Nói chung là cái này là hàng nhập khẩu từ bên Nhật về. Đấy. Thì nói chung là hàng nhập khẩu về thì giá nó khá là mắc, đúng rồi. Đấy. Tại vì nó còn thuế này kia nọ nữa. Đấy, nói chung là một hộp như thế thì nó cũng khá là ok. Đấy, các bạn nào mà có tiền, có điều kiện á thì các bạn có thể mua một hộp về để mà trải nghiệm nha. Ok, và đây là cái hộp Puppy Cookie của chúng ta. Thì cái hộp này á thì nó sẽ làm ra được cái món sushi như thế này. Đấy, theo cái hình mô tả thì nó sẽ như thế này nha các bạn. Đó. Và mình không biết thì một tí nữa làm ra thì nó có giống như thế này hay không. Đấy, nói chung là mình test thử coi xem như thế nào. Ở sau này thì nó sẽ có hướng dẫn sử dụng nha các bạn. Đấy, có hướng dẫn sử dụng, pha chế đồ các thứ các kiểu sau này nè. Đấy. Ok, bây giờ mình một tí nữa mình sẽ đọc kỹ phần này. Đấy, có hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt luôn nha các bạn. Đó. Đó, này là gì đây? Chuẩn bị kéo và nước gì nè. Đấy, rửa sạch tay trước khi bóc bao bì sản phẩm nha các bạn. Đấy, tay mình thì mình mới thức dậy. Đấy, cho nên là mình cũng rửa mặt cái tay sạch rồi. Đấy, cho nên là không lo. Ok, bây giờ mình sẽ khui cái phần bên trong cho các bạn xem. Đây. Đây, khui theo cái chỗ này nè.
Đấy, cái khi mà các bạn khui á thì các bạn lưu ý xung quanh nghe, nó kêu các bạn khui ngay chỗ nào á thì các bạn khui ngay chỗ đó. Tại vì cái vỏ hộp này có loại á nó còn sử dụng là được các bạn, nó sử dụng là làm cái bàn hay là cái gì đó mình không nhớ rõ, nhưng mà có hộp á thì cái vỏ nó có thể sử dụng là được. Đấy, rồi trong này nó sẽ có thêm một cái hộp, cái vỏ như thế này. Đấy, bịch đồ rất là màu mè luôn. Rồi, cái này nó hướng dẫn sử dụng gì đấy. Ok, rồi bây giờ mình sẽ khui cái vỏ này ra luôn nha. Đây, ở chỗ này thì nó có chỉ cắt một đường này, mà mình sẽ thấy những đường rất nhanh. À, trong này thì nó sẽ có một cái vỉ như thế này, cái khay như thế này. Đấy, đây mình sẽ chỉ cái cam xuống cho các bạn xem. Combo của nó là như thế này các bạn. Ở trong này thì nói chung là hết rồi. Đấy, còn tiếng Nhật không à. Đấy, nói chung là hết rồi. Cái hộp này thì cũng hết luôn rồi các bạn. Đấy, rồi thì đây là cái combo của nó nè. Đó, combo của nó thì nó chỉ có 2, 3 nè, 4, 5, 6. Tổng cộng là 6 bịch, là một bịch lớn như thế này, 5 cái bịch nhỏ như thế này. Đấy, đây, 2, 4, 5, đủ. Đó, và nó tặng kèm cho mình một cái cục gì đen thui nè các bạn. Đấy, cái này cái gì đen thui mình à? Mềm mềm, dạng như giống như là đất sét gì đó. Đấy, không biết là có ăn được hay là không. Đấy, này thì nó có cho mình một cái bình nhỏ như này. Cái này là mình nghĩ là mình để hút nước các bạn, để mình đổ vào đây. Đấy, một chiếc muỗng, đó, rất là đẹp luôn. Đấy, chiếc muỗng. Đấy, và một cái khay như thế này. Đấy, một cái khay ABC gì nè, nó có đánh số đánh chữ như mày nè. Đấy, theo mình thấy lắc lắc ở trong này á thì cái bịch này nó dạng bọt các bạn, dạng bọt như là bột thuốc vậy đó, giống như là mấy cái bịch mà ở trong mì gói đồ của mình ăn gì đó các bạn. Đấy, dạng dạng gì đó, cái kiểu gì đó. Ok, bây giờ mình sẽ đọc cái hướng dẫn sử dụng của sau này, và mình một tí nữa mình đọc xong á thì mình sẽ làm thử cho các bạn xem nha. Ok, rồi một tí các bạn đợi mình một tí nha. Sau một thời gian mình gọi là đọc cái hướng dẫn này nè đó, thì nói chung á là nó mình thấy nó khá là dễ làm thôi. Thì nói chung á là trong cái những cái bịch này nè là nó dạng bột các bạn, và các bạn chỉ cần đổ nước vào những cái khay này và lấy cái muỗng này nè, đấy mình trộn lên để cho nó cô đặc lại là mình có thể là thành công rồi. Đấy, rồi ok, thì trong này á là nó có tổng cộng là 1, 2, 3, 4, 5 bước nha các bạn. 5 bước và 5 bước nè, ở đây là bước thứ 5 nè. Đấy, ở đây là nó có hướng dẫn thêm cái gì nữa nè. Đấy, rồi bây giờ mình sẽ làm theo những cái bước này coi là nó sẽ ra một cái hình sushi như thế này không nha. Ok, rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu làm đây. Đầu tiên đó chính là làm cơm các bạn. Đây, làm cơm đó. Rồi thì làm cơm thì cũng khá đơn giản thôi. Đấy, làm cơm thì mình sẽ làm ở trong ngăn số 1 này. Đấy, các bạn thấy, và mình sẽ đổ nước tới cái mức ở chỗ này nè. Đấy, người ta có kẻ sẵn nha các bạn đó, mình sẽ đổ tới nước tới cái mức đó. Ok, đổ tới đây là được nha. Đó, rồi thì cái hình đó nó kêu đổ cái bịch màu xanh này vào. Đấy, rồi trộn đều, trộn tới khi nào mà nó cô đặc lại các bạn, nó kẹo kẹo lại á, trộn đến khi dính vào cái vào nhau á là nó sẽ thành cơm nha. Đây, ok, nó dạng bột trắng trắng rồi các bạn. Đấy, ok, bây giờ mình sẽ đổ vào. Đó, nó có cái mùi thơm các bạn, cái mùi thơm giống như là kẹo vậy đó. Đấy, đó, nó giống như là kẹo dâu vậy đó, giống giống vậy. Đấy, rồi bây giờ mình sẽ trộn theo cái chỉ dẫn của chúng ta nha. Rồi, và ok, thì sau một thời gian mình trộn thì cũng khá là nhanh thôi. Cũng hình như là khoảng 1-2 phút thì thôi là được rồi. Thì nó sẽ ra như thế này nè các bạn. Đấy, đấy. Nó bột bột nó mềm mềm nha các bạn. Đấy, bóp rất là đã luôn. Đấy, còn cơm giống cơm hay không thì mình thấy không giống tí nào cho các bạn. Đấy, giống như rau câu vậy đó. Đó, ok rồi, bây giờ mình sẽ để cái này ở đây đi. Đấy, mình sẽ chảng nó ra như thế này. Ngay thì mình sẽ đọc ở phần tiếng Việt. Đây là làm trứng nha các bạn. Làm trứng thì mình cũng vẫn đổ nước cho đến cái kẻ nằm ngang ở phần xoắn ốc nè. Đấy, sau đó đổ cái gói màu vàng vào và trộn đều làm phẳng bề mặt. Đấy, xoắn ốc là phần này nè các bạn. Đấy, đây chỗ này là cái khay bên đây. Mình nó cũng có kẻ sẵn cái bạch cho mình luôn. Rồi mình đổ cái gói màu vàng này vào. Đây, là sẽ mình cũng trộn đều như là cơm vậy đó. Rồi mình sẽ ra được món trứng thôi. Ok, rồi thì bây giờ mình sẽ đổ một ít nước vào đây nha. Các bạn lưu ý nha, tại vì cái mức của nó kẻ rất là ít luôn các bạn đổ nước các bạn phải cần câu kỹ một tí, thì thôi là đổ hút tay. Đấy, nó không có đúng cái thành phần nguyên liệu của nó, số lượng của nó thì có thể là nó không có làm không giống như là cái hình của nó. Đấy, rồi bây giờ mình sẽ đổ cái bịch màu vàng này vào nha, màu vàng này để làm trứng nè. Đấy, thì nó cũng có cái màu trắng các bạn ơi, nó giống như màu cơm vậy đó. Đấy, và cái mùi của nó thì kẹo dâu vậy đó, kẹo nho vậy đó. Đó, nó giống vậy đó. Ok, đổ vào và trộn lên. Rồi, đổ vào để lên màu vàng các bạn ơi. Đổ vào thì nó có cái màu vàng như thế này. Đấy, giờ mình sẽ trộn lên thử nha. Sau một thời gian thì khoảng một phút thôi là mình sẽ trộn được cái phần này. Đấy, phần trứng nha.
và nó kêu mình chán ra như thế này thì mình chán giống như là cái hướng dẫn của người ta thôi. Đấy. Rồi, bây giờ tiếp theo là mình sẽ coi là bước thứ ba là làm cái gì nha. Đây, bước thứ ba thì làm cá ngừ nha các bạn. Đây, mình sẽ để gần cho các bạn xem. Làm cá ngừ nè. Đó. Thì đổ nước cho đến đường kẻ nằm ngang trên phần lượng sóng. Sau đó cho gói bột màu đỏ vào, trộn đều và chảy dẹt, là nó giống như cái phần trứng vậy thôi. Đấy. Thì phần lượng sóng là cái phần này. Đấy. Đây, bây giờ mình sẽ bắt đầu đổ nước vào. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu trộn lên nha. Và sau một thời gian thì mình trộn thì nó sẽ ra màu đỏ như thế này. Đấy. Màu đỏ thì ở trong máy quay thì mình thấy nó hơi đậm các bạn. Ở ngoài thì nó khá là nhạt thôi. Tới bước thứ tư. Bước thứ tư là người ta kêu làm gì? Là làm rong biển các bạn. Đây, làm rong biển. Đó. Làm rong biển thì kéo kẹo mềm màu đen bằng tay cho đến kích thước bằng đường hướng dẫn kích thước rong biển của bao bì. Đây. Thì là ở trên cái bọc này các bạn. Đây, các bạn thấy không? Đấy. Bọc này thì các bạn có cắt thì các bạn có cắt ngang cái chỗ này nha. Chỗ này là nó sẽ làm giống như là cái mứt gì đó để mình kéo cái cục màu đen thui nè. Đó, cho nó bằng mứt. Nó bên nó cắt xong cái đường vạch này nè. Đó, thì nó sẽ ra như thế này. Đấy. Và mình sẽ để cái này qua một bên. Đó, cái cục rong biển nha các bạn. Đó, đen thui như này nè. Đấy, giống như là cục đất sét vậy đó. Đó. Mà này là rong biển. Không biết là nó làm bằng cái gì luôn. Lấy cái tay mình ịnh như là ịnh đất sét vậy đó. Đó, mình ịnh ra cho nó dài bằng cái đường vạch này nha. Cái này giống như là cái cục kẹo dẻo vậy các bạn. Đó. Đây, cho các bạn xem kỹ nè. Đấy. Nó giống như là cục kẹo dẻo vậy đó. Mùi của nó thì cũng có mùi dâu, mùi nho vậy đó. Người ta kêu mình kéo tới cái vạch này thôi, nhưng mà mình kéo hơi bị hút các bạn. Đấy, mà không sao đâu. Đấy, kéo hút tí là không sao. Đấy, và nó cũng dạng như là nó có đường các bạn. Cho nên là nó cũng hơi gích tay cho mình tí. Đấy. Rồi bây giờ mình để phần này ra một bên nha. Và cái bước thứ 5 là mình sẽ làm gì đây. Bước 5 là mình làm trứng cá hồi. Đó. Ok, thì cũng đổ nước cho đến đường kẻ nằm ngang của phần A và phần B của khay. Cho gói bột màu xanh vào phần A và thêm gói bột màu cam vào phần B. Trộn đều, trộn từ phần A và phần B với nhau. Đó, ok, rồi. Và các bạn cần lưu ý cho mình nha. Khi mà các bạn đổ cái nước đỏ này vào đây á, thì nó sẽ tạo ra những cái giọt như thế này. Để giống như là cái trứng của cá hồi luôn á các bạn. Đó. Các bạn cần lưu ý là các bạn chỉ bấm nhiễu giọt thôi nha. Nhiễu giọt thôi. Đây, mình sẽ ví dụ cho các bạn xem. Đây, các bạn chỉ cần bóp nhẹ một cái thôi. Chỉ cho nó ra một cái giọt nước thôi. Và nó sẽ ra những cái hình trứng như thế này. Đấy, rất là đẹp. Đó, các bạn thấy không? Đấy, và mình sẽ làm hết cái bình này luôn. Bây giờ mình sẽ vớt cái những cái quả trứng này lên cho các bạn xem nha. Đây. Đó, nó sẽ ra những cái hình như thế này. Đấy. Đó, các bạn thấy đẹp không? Đó. Và bây giờ mình sẽ tới đây là những cái bước mà nói chung là mình chuẩn bị nguyên liệu và mình làm ra những cái nguyên liệu các bạn. Đó, những nguyên liệu mà chúng ta có thể làm được ra những cái sushi như thế này. Đấy. Và đây là cái bước mà mình bắt đầu làm ra hoàn thành một cái sushi nha các bạn. Đó. Khi mà các bạn làm xong á, trộn cái bột màu vàng với màu đỏ lên xong á, thì để một tí á, thì nó sẽ thành cái dạng thạch như thế này. Đấy. Đó, thì nó sẽ đông là như thế này, giống như là rau câu rồi các bạn. Đó, thì các bạn sẽ có được một cái lớp trứng và bên đây sẽ được một lớp cá nè. Đấy, nó cũng tương tự vậy luôn. Đó. Và khi các bạn chán á, thì các bạn chán cho nó đẹp đẹp một tí. Đấy, cái này mình làm hơi bị xấu nha. Đó. Bạn chán đẹp đẹp một tí thì nó sẽ ra được một cái sushi rất là đẹp. Đấy, cái này tại vì mình mới chơi lần đầu cho nên là mình chưa có kinh nghiệm á, cho nên là mình làm hơi bị xấu một tí. Đó. Hơi bị sần sùi tí. Đây các bạn, bây giờ cái bọc này á, nãy mình cô ra thì các bạn có thể tận dụng lại làm một cái mâm để các bạn có thể làm cho nó sạch sẽ tí nha. Và có gì một tí mình còn ăn nữa mà. Đó. Tay các bạn thì các bạn nên rửa sạch trước khi làm cái trò chơi này nha. Ok.
Ok các bạn, thì mình mới cắt hai cái sushi này ra nè. Thì hai cái này mình sẽ cho mấy con chuột của mình ăn nha, mấy con hamster nhà mình nó ăn. Và mình sẽ thử ăn cái này trước cho các bạn xem nha. Đó, cái này làm rất là công phu luôn nha. Tại vì cái rong biển các bạn, nó có dạng có đường á, cho nên là nó hơi dính tay, hơi khó làm tí. Cho nên là hơi khó tí. Bây giờ mình sẽ ăn cái này thử cho các bạn xem nha. Ăn thì mình sẽ cho ăn một lần hết này luôn nha. Tại vì cái này khá là nhỏ luôn mà. Ok, khá là ngon các bạn. Bây giờ mình sẽ miêu tả hương vị cho các bạn xem nha. Thì á, nó chủ yếu là nó có cái vị ngọt rất là nhiều các bạn. Tại vì đa số những cái này là nó đều có đường. Với lại cái rong biển của nó là giống như là kẹo xiên gum vậy đó. Nó rất có rất là nhiều đường trong đây. Vị đường với lại mùi nho nè. Chủ yếu là mình nghe mùi nho đấy, giống như là các bạn ăn kẹo nho á, kẹo mà nó có mùi nho sao á là các bạn sẽ biết là cái mùi nó giống vậy luôn á, đấy nó giống thịt gì luôn á. Nó chỉ có khác ăn cái này á là nó sẽ có cái phần cơm nữa các bạn, đấy nó mềm mềm ăn rất là đã đó. Ok, thì nói chung á là nó chỉ có mùi nho thôi, mình chỉ nghe được mùi nho thôi các bạn, ngoài ra thì không có mùi gì hết trơn á. Ok, mùi nho với lại cái vị ngọt thôi. Với lại mấy cái này nó giòn giòn các bạn. Giòn giòn mềm mềm, ăn rất là đã luôn đó. Ok, thì nói chung thì làm ra thì nó có 2-3 vị vậy thôi, nó có vài mùi thôi đó. Rồi bây giờ bốn cục này mình sẽ cho mấy con chuột mình ở phía dưới nhà coi nó ăn hơn hay là không các bạn. Và cái video của mình đến đây sẽ kết thúc. Và nếu như mà các bạn yêu mến cái video này của mình thì có thể để lại một like và một subscribe để ủng hộ mình nha. Và hiện tại thì kênh của mình cũng được đâu đó là 5.600 mấy rồi các bạn. Đó, 600 mấy nghìn đăng ký rồi. Và sắp tới thì sẽ đến mốc là 6.000 nha. Và rất mong là các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ mình trong thời gian tiếp theo. Và nếu như mà các bạn muốn mình review thêm cái bộ Bobby Cookie nào nữa thì các bạn có thể inbox bình luận ở phía dưới, mình sẽ tìm và mình sẽ đem về review cho các bạn xem nữa nha. Ok, rồi bây giờ video của mình đến đây cũng sẽ kết thúc. Và rất mong là các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ video của mình. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye. Thank you.